Những năm gần đây, song song với giảng dạy kiến thức thì giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên là vấn đề được các trường học quan tâm. Việc đổi mới cách thức dạy học, những hoạt động được tổ chức gần gũi, sinh động đã giúp học sinh cảm thấy thoải mái hơn trong việc tìm hiểu, chia sẻ với giáo viên. Một tiết học về tâm sinh lý tuổi dậy thì của học sinh trường Trung học cơ sở Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tuy vẫn còn những ngại ngùng, nhưng sự cởi mở kết nối của giáo viên đã giúp học sinh có được nhiều kiến thức quan trọng để hiểu hơn về chính bản thân mình và bạn bè. Các bạn sẽ có đầy đủ kiến thức về những cái vấn đề về tâm sinh lý học ở trẻ em ở tuổi dậy thì, ở cả con trai và con gái, ở sự thay đổi về ngoại hình và lẫn về tính cách. Nhờ đó mà tụi em có thể có cho mình những cái trang bị kiến thức để từ đó mà đối mặt với khó khăn. Khi mà lồng ghép những cái vấn đề thực tế như là tâm sinh lý của chúng con ở tuổi dậy thì nó giúp chúng con hiểu bài dễ dàng hơn và cảm thấy tiết học rất là thú vị, giúp chúng con có thêm những cái kiến thức cần thiết để trang bị cho bản thân, để bảo vệ bản thân cũng như là kiểm soát cảm xúc của mình ở tuổi này. Nếu trước đây những vấn đề về giới tính, sức khỏe sinh sản bị coi là nhạy cảm và không thường xuyên được đề cập tới trong trường học, nhưng hiện nay vấn đề này được chia sẻ và tương tác giữa thầy và trò. Để việc giáo dục giới tính thực sự có hiệu quả, giáo viên cần có đủ kỹ năng, phương pháp để giao tiếp, kết nối với học sinh, tạo ra một môi trường thoải mái, giúp các em có thể chia sẻ những khúc mắc để có thể hỗ trợ cho trẻ kịp thời. Theo bản thân tôi, nghĩ rằng giáo viên nên nói chuyện và trao đổi với các em một cách tự nhiên nhất, nên sử dụng những cái thuật ngữ dễ hiểu, dễ gần với các em. Và ngoài ra, những cái bài học về giáo dục, về giới tính và tâm lý cho học sinh cũng đòi hỏi có sự đa dạng và phong phú về nội dung cũng như phạm vi giảng dạy. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội hiện nay, khắc phục lỗ hổng giáo dục giới tính là đòi hỏi khách quan để giúp học sinh có khả năng tự bảo vệ mình. Trong những năm qua, ngành giáo dục đã có sự quan tâm nhiều hơn đối với vấn đề tâm lý học đường. Tuy nhiên, việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ giáo viên tâm lý là điều hết sức cần thiết. Ở Đà Nẵng của chúng ta thì cũng có đang triển khai những cái mô hình, ví dụ như là có những cái trường học sẽ có các phòng tham vấn, tư vấn tâm lý học đường. Và hiện nay thì có triển khai ở trên rất nhiều trường có cái phòng này để có thể là hỗ trợ cho học sinh những cái vấn đề khó khăn. Thì qua cái bước đầu khi mà bọn mình cũng có xuống các trường rồi cũng có tìm hiểu thì bước đầu thấy là cái công tác tư vấn hỗ trợ học sinh cũng như là cái việc mà xây dựng những cái mô hình, triển khai cái mô hình tư vấn trường học hiện nay thì cũng đang có rất là nhiều những cái hiệu quả, kết quả thu được cũng rất là khả quan. Với chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung về giáo dục giới tính được đưa vào lồng ghép trong các môn học ngay từ bậc tiểu học. Tuy nhiên, cùng với nhà trường, xã hội, thì các bậc cha mẹ là những người đầu tiên cần định hướng, trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản cho con. Thay vì lảng tránh, phụ huynh nên chủ động dành thời gian để chia sẻ một cách cởi mở về những kinh nghiệm và hiểu biết của mình liên quan đến sức khỏe sinh sản.